Thưa quý vị và các bạn, trước quảng trường sân vận động Mỹ Đình vào buổi chiều ngày hôm nay, ngay từ lúc 16 giờ thì đã rất đông khán giả đến để chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Syria trong loạt trận thi đấu giao hữu quốc tế. Theo tìm hiểu của phóng viên Bóng đá TV và Thể thao TV thì những cổ động viên tới sân họ rất mong muốn rằng là hoặc là cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng trong một trận đấu mà đối thủ được đánh giá cao hơn, hoặc là đến để theo dõi xem đội tuyển Việt Nam giữa thầy huấn luyện viên Hữu Thắng sau vài tháng có lối chơi như thế nào. Và có những người họ muốn theo dõi xem là đội tuyển Việt Nam với hình hài hiện có chuẩn bị ra sao cho AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay. Thực tế số lượng cổ động viên đến sân Mỹ Đình vào buổi chiều hôm nay đông là một điều khá bất ngờ, bởi vì đây là một ngày trong tuần và thời điểm trận đấu diễn ra, thời điểm mà các cổ động viên đến chưa phải là giờ tan tầm. Thế nhưng như quý vị và các bạn đang thấy sau lưng tôi đây thì rất đông khán giả đang xếp hàng để vào sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu này. Rõ ràng là việc các cổ động viên đến sân một cách đông đảo cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng là một thông tin hết sức tích cực đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam, và đó sẽ là nguồn động viên cực kỳ lớn dành cho các cầu thủ trong trận đấu diễn ra vào buổi chiều tối ngày hôm nay. Và trước đối thủ Syria được đánh giá mạnh hơn, thế nhưng chúng ta cũng hy vọng rằng với lợi thế sân nhà, với sự cổ vũ từ những cầu thủ thứ 12 trên khắp bốn phía khán đài sân Mỹ Đình thì thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sẽ có một trận đấu mãn nhãn và cống hiến cho người hâm mộ, và đặc biệt sẽ có một kết quả có thể coi là chấp nhận được, giống như huấn luyện viên Hữu Thắng khẳng định rằng là trước đối thủ Syria thì đây được coi là thước đo cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tiến Việt, phóng viên của Bóng đá TV, Thể thao TV đưa tin từ sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Thế giới Thể thao ngày 31 tháng 5. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau cập nhật không khí cho trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Syria. Và ngay bây giờ thì chắc chắn sẽ là kết quả của trận đấu giao hữu diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình. Mặc dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng đội tuyển Syria đã mang tới Việt Nam những cầu thủ tốt nhất của mình. Và đây được dự báo sẽ là một thử thách vô cùng khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Những phút đầu tiên của trận đấu đã diễn ra khá cởi mở khi cả hai đều có những cơ hội ăn bàn. Tuy vậy, bàn thắng một tỷ số đã đến với Việt Nam khi những cựu binh dày dặn kinh nghiệm lên tiếng. Công Vinh đã đánh đầu chính xác sau đường chuyền loại bỏ toàn bộ hậu vệ bên phía Syria của Thành Lương. Một bàn thắng gợi nhớ lại pha phối hợp của bộ đôi này trong chiến thắng trước Đài Loan Trung Quốc tại vòng loại World Cup. Không chỉ Công Vinh biết tỏa sáng, Văn Quyết trong lần tái xuất ở màu áo đội tuyển quốc gia đã có pha di chuyển thông minh để nâng tỷ số lên 2-0. Xuân Trường chính là người đã tạo điều kiện tốt để tiền đạo của Hà Nội TVT có bàn thắng cho riêng mình. 2-0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Văn Quyết cũng rất hiểu ý Xuân Trường ở tình huống này bằng một tình huống di chuyển không bóng rất hay để nhận đường chuyền của đồng đội, loại bỏ một hậu vệ của đội